Quý vương 445 đi. 445, 445. Ôi. Ngậm ngùi luôn đấy anh em ạ. Không nói nên lời, ngậm ngùi luôn đấy. Ui, bá vương kiếm. Ngon. 12 20 giúp tôi cái, tôi cần một cái thôi. Bá vương kiếm kìa, hai bạn. Ui. Thanh niên. Thanh niên. Ok. Hello, chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUS6.vn. Hôm nay mình sẽ ném mốc nạp 13 triệu em nhá. 13 triệu thì được hai cái book 6.99 thế này. Rất là ngon này nhá. Được 4 book 6.0. 6.0 hy vọng phải ném ra được kiếm MG rất là giá trị. 6.9 thì hy vọng mình sẽ ném nốt được cái áo huyết long em nhá. Đang tìm kiếm cái áo huyết long mà khó quá, chưa tìm được rồi anh em ạ. Kiếm đâu ra đây, thôi hy vọng sẽ may mắn ngày hôm nay. Nay mình sẽ bước chân phải ra ngoài rồi anh em ạ. Mong là may mắn nhá. Đây cái map huyền thoại của mình đi. À hôm nay đi ngược Atlan phát anh em ạ. Đây map huyền thoại này. Nó này mang ngược Atlan này em nhá. Hay ném ở chỗ cái bùn nước này. Cũng bùn đấy. Rồi. Rồi, không dài dòng là bây giờ mình sẽ ném luôn tất mấy viên ngọc này. Mong rằng sẽ ra được cái đồ cho rửa ép, ném từ trước giờ chưa ra đồ rửa ép anh em ạ. Chưa ra một món đồ nào của rửa ép cơ, toàn ra đồ class khác với đắng chứ. Quá là đắng luôn. Khởi động cái búp thành lá nào. Ui cái gì đây, cái gì đây, nhẹ nhàng thôi à. Tu được. Này sẽ đi cộng hưởng đi nhá. Này là để dành nó đi cộng hưởng đồ. Không vứt đi đâu phí. Bây giờ cộng hưởng đồ rất là hay. Tiếp tục cái búp tiếp theo nào, thành lá nào. Quần ánh trăng nào. Lại cùng cùi anh em ạ. Này thì choáng ấy thôi. Cái map đây vừa lan choáng vào đây luôn anh em ạ. Thì đổi đá luôn nhá, đổi đá là tinh luyện cao cấp hay những con đổi bằng đồ ích thì được đấy. Một phát này hên xui rồi. Bước tiếp theo hộp thành lá nào. Cái gì đây, cái gì đây, a à, cuốn thánh nữ anh em ạ. Khả năng đánh đòn 10% cũng choáng đi thôi, không dùng đến anh em nhá. Nếu mình để lại cái dòng 445 thôi, cứ có 445 là mình để lại để cộng hưởng. Tiếp theo bước tiếp theo nào, đâu rồi, ui rồi ôi mất rồi anh em ơi. Toàn ui đây 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 đây, mãi mới ra đấy anh em ạ, mãi mới ra. Ui căng nhờ ta, cái gì vậy trời, mới được có một món thôi anh em ơi. Đấy được viên đá đấy em, có đồ ích giác anh em cứ lên đây đổi đá nhá, đừng có ném vào shop phí. Đá rất quan trọng để ép bắt cái dòng vàng lên này, này nâng cấp dòng vàng lên này. Tiếp theo nào, ôi dễ ánh trăng nào. Ui đắt nha, ra đồ điều anh em ạ. Căng căng căng. Lại ra đồ đều. Vứt vào đây luôn. Ui, quăng quăng quăng. Ném vào mặt ông DK thôi nào. Ui, cái gì đây? Lại mù ánh trăng ạ. À. Lắm mù ánh trăng thế anh em. Hơi bị nhiều mù ánh trăng đấy anh em ạ. Siêu siêu nhiều luôn. Thì lượn linh tinh coi. Bán nào an toàn, bán nào may mắn hơn. Chưa ra món gì ngon này nhá. Vẫn đang đồ linh tinh. Giày ma vương áo cái gì đây? Áo nữ vương nhưng mà HP cũng ngon em nhá, cái này để cộng hưởng này. Tiếp theo là cái book cửa lắc sách ăn à, khởi động nó cái book 6.99 này anh em ơi. Khởi động nhẹ một phát nhá. Có mỗi mua hai book thôi. Mở màn một phát rồi cuối cùng làm một phát nữa là xong. Nào sờ vào cái món huyết long, ra cái áo huyết long nào. Tin tôi đi. Ui, áo hắc ma nhưng mà à đắng nhờ. Áo này rất giá trị. Ui, ngon ngon. Được. Cái này là được rồi nha, mà thiếu dòng giảm sát thương mà cũng là được. Mà thiên tướng là 6.9 là mắc nhất anh em nhá. Áo này của MG là thuộc hạng mắc nhất này, đắt nhất trong tất cả các áo của MG. Rất là ngon đúng không? Tiếp tục một phát nữa này. Thử vào cái áo này ra cái áo khác đi. À, huyết long không ra được anh em ạ. Hót cá ruột. Huyết long nào. Huyết long nào. Rồi ôi, lại đồ MG anh em ạ. 445. Cái gì vậy trời, đã đổ rác thế. Thề với anh em mình ném đổ rác cực kỳ luôn. Hôm nay ăn ở tốt thế mà. Ở tốt cơ mà. Rồi. Tiếp theo này. Ăn ở tốt này. Quyền trượng đại vương. Này gì đấy. Này cũng vứt đi này. Hot nhờ. Ném đồ mà sót lắm. Nhưng mà hai búp 6.9 không được cái gì luôn. Lỗ rồi. Lỗ mất rồi anh em ạ. Hai búp 6.9
đắng nha. Tiếp theo nào, ui là áo gì đây này, được nha, này dòng HP là để cộng hưởng này là rất là may mắn, một quyền lực mà, ui được 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 được, được. Tạm được, gọi là để lấy cộng hưởng thôi, nhưng mà bán cũng được 30k, bán được cái vẹo gì hết. Tiếp theo đi, hello anh ạ, ui cái gì đây, hello hello anh, được rồi, hello bạn nha, mình đang bận làm clip đấy, không trả lời bạn được. Tiếng tiếng, ôi lại lượng gen kìa anh em kìa, thoát nhờ, hỏng rồi, mốc 13m này không được một cái gì luôn anh em ạ, hết hy vọng rồi, còn cái gì nữa anh em ạ, hy vọng 6.9 mà không ra, ui đắng lòng thanh niên, nhìn sáng bước chân phải ra mà ném đồ như này thì toang thôi, đằng này phải bước chân trái ra thôi, nhưng mà cũng được nhá, được đấy, để cộng hưởng thôi, bán được 30.000, tay này cũng cùi, vào đây, siêu siêu cùi này, rồi tiếp tục đến cái book 380, hy vọng sẽ ra đồ MG hoặc đồ DK nó có giá trị hơn, bán nó có giá nó cao hơn các cái cửa lát khác anh em nhá, đồ 380 của DK MG này, úi, đâu rồi, mất mẹ một book rồi anh em ạ. Ôi thôi toang mẹ mất rồi, mất mẹ một bút với đắng như thật tình. Tiếp theo là đầy bạch long này, ui giảm sát thương 4%, cái gì ở đây, 380 đúng không, cái gì áo bảo điện này, ôi vứt đi rồi, vứt đi rồi, đắng lắm anh em ạ. Ui đao hồng long kìa, 12-20 tôi cái tôi cần một cái thôi, xong MG đi trên 12-20 cũng được nha, cái này là cũng được đấy, không phải là củi đâu, này cũng ngon nhá anh em nhá, đập viên ngọc may mắn vào lên may mắn ngay, có dòng may mắn luôn, vuốt phượng hoàng này 12-20 thì chỉ cần dòng một cái thôi, 12-20 với tao cái kén anh em ạ, sợ luôn đấy, em búc siêu sợ đấy anh em ạ. Đấy cuốn thái dương à, ta tăng lượng mana lên 4%, thắng nhờ, chết rồi, đi ngược Atlan này, này đây đen quá nhau ạ, siêu siêu đen, chưa được một món nào mà nó nên hồn được, cái này là nên hồn nhất thôi, chưa được món nào nên hồn này nhiều ạ, đắng đắng quá, ra bùng nước thôi, vớt ván lại cái socket nào, cái gì đấy, ui mù quỷ vương 445 đi, 445 ui ngậm ngùi luôn đấy anh em ạ, không nói nên lời, ngậm ngùi luôn đấy, ui báo ngừng kiếm ngon, 12-20 giúp tôi cái, tôi cần một cái thôi, báo ngừng kiếm kìa hai bạn, ui thanh niên mở bút chán đời thật đấy, bá vương kiếm nó ra như này, mình còn ra dòng cùi này thì chịu thôi, ném vào vùng nước đi, bá vương kiếm tiếp nào, cái gì đây, căng hủy diệt à, diệt thì rẻ hơn anh em ạ, không giá trị lắm, cơ bản là ngày hôm nay đen rồi, cho ăn ở, ui cái gì đây, giày quý vương này 45 giảm sát thương này, ra cái nhẫn băng nhẫn gió đấy ngay cho nó vớt phát này, nhẫn băng nhẫn gió vớt phát lại này. Ui bó tay rồi anh em ạ, tiếp theo này, ui còn ui bó tay đồ nhìn này, chán đời không muốn nhặt này, ui giỏi ôi căng tiếp theo này. Ui cái gì đây, bó tay luôn này, cũng vứt đi nốt phản đồ, vứt đi này, tôi toang vứt thiên tử này, không có hy vọng rồi anh em ạ, ngày hôm nay là cực kỳ siêu siêu đen luôn đấy, ui 12 cũng tạm được thôi, này tạm được đi nhá, đập viên like phát nhìn nó đẹp cái gậy 12 là cũng khá là ngon đấy, thêm một dòng nữa thì hoành tráng hơn đúng không, tiếp theo là gậy hỏa long này 12-20 này, ui còn thua rồi, này thất bại anh em ạ, thất bại toàn tập luôn đấy, bó tay luôn anh em ạ, thất bại toàn tập, đưa một cái gì luôn, ôi hy vọng một cái bá vương kiếm không ra, hy vọng một cái áo 6.9 mà không ra anh em ạ, có tay luôn, được cái viên ngọc này ngon này, nguyên tố này khá là ngon,
Tấm lòng thanh niên quá. Video clip của mình đến đây cũng là kết thúc. Anh em thấy hay thì ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.